What do you think Bung Master play? I think Robin Hood Spear. Robin Hood and Robin Hood Bait deck. I think. Yeah! Bait deck, he deck so hot. Oh, cái cây chơi hot. Nàng deck Windsor đây bà đây. Mega Bait deck, Mega Bait deck. And KK he play mini Pekka, so I think this first version we, he have Musketeer tea maybe. Oh. Ooh, ooh, Firewaker, không phải là. Đây cái mạng Firewaker rồi. Giá Hawk, Hawk, Hawk Firewaker. Mini Pekka. And Earthquake. Active Pink Tower. Woo! Basically skill. Wow, bắt con Miner chuẩn quá nha. Mình cái này vẫn có một hit hawk. Chắc chắn là như vậy. Cái phiên bản này thực sự đúng là Echo Master anh ta có cửa thắng cao hơn rất nhiều. Cây cây. Ủa? Ui, con hút, con đắc. Ồ, một hit Mega này. Không có gì để chặn hốc. Không thể xoay ra một con Mega này sớm hơn được. Miner đẩy lên. Chúng ta phải defend cực kỳ là chuẩn xác. Rất đầu đó 4 năm đam đến từ mai nữa. Nhìn một. Xbo Master sẽ có lợi thế hơn, tuy nhiên thì liệu rằng Xbo Master. Rồi, đây là cái thời điểm mà con Dark Goblin nó sẽ thể hiện bộ mặt tuyệt vời của nó. Poison. Không có hit của họ. Nicer đẩy rất nhanh. Đánh hơi chóng mặt đấy. Rồi bắt được Wolf Fire bất kỳ rồi. Tiếp tục đàn bát mùa này đi khá nhanh nhở, nó không đứng sự. Nó di chuyển khá nhanh. Cây cây anh ta đang bị cuốn theo cái lối chơi của Xbox Master. Và con Dark Goblin bắn cực kỳ rát. Bắt Miner lỗi. Tờ này không có Poison rồi. Phải defend trước đã. Ui bắt được Lock rồi này. Hay quá. Đoán bài chuẩn quá. Giết được con Firewaker như nào đây. Mini Pekka bắt được đàn cậu. Rồi Poison không được rồi. Rất nhiều đam đến từng Skeleton. Phải nói là Skeleton của Great Jump hay là của gỗ Skeleton Barrel. Nó rất là thông minh. Rơi một phát là lao vào trụ ngay. Không có hit nào đến từ Hawk. Nicer bật đêm Poison. Chỉ cần độ khoảng 2 một Poison, một mai một Miner và một pha Goblin Spear, Goblin with Skeleton nổ xuống rất là xong rồi. Poison, đây là thời điểm của Poison. Hawk nằm xuống rồi. Không đủ thời gian để có thể Earthquake gần như là không thể. Skeleton đẩy lên. Miner, đúng rồi, đây là thời điểm good game rồi. Good game, good game. Không chặn được cái Miner, không chặn được này. Poison vẫn bắt được. Mega này lock sai rồi. Có một hit của họ. Nguy hiểm quá. Earthquake nó nhanh hơn rồi. Earthquake nó nhanh hơn rồi. Oh. Tôi đã xem một trận đấu đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao. Đỉnh, đỉnh của đỉnh, đỉnh của đỉnh, đỉnh của đỉnh. Tôi không nghĩ là con đài đàn Skeleton nó phải nhảy xuống một cách đau chuẩn xác như vậy. Đó là gì? Insane, insane moment. Battlefield đầu tiên này. IC, ôi, IC gấp gáp đổi hướng bên kia, bắt phim nữa. Rất nhiều nữa, có một mini tank luôn. Họ nào mất luôn cả đấy. Bên kia họ lại có Earthquake chứ không phải. Ôi, mình bị ngắn. Lỗi lỗi. That tower is almost down already. Expo Master with the next
Vừa đắc phi nó đánh Flash đam được. Earthquake không. Hello bro. Nhưng phải nói cái game này Eagle Master anh ta điều quân tốt. À, rồi hiểu tại sao ông kia thắng rồi. Ngay từ ban đầu cái turn start là ông kia đổi hướng là gần như là không có thể đủ gì defend. Flash Jazz again. Maybe beat down. Igbo Master. Yeah, come back Igbo. Clean sweep nghe nó cũng căng phết đấy chứ. Nhưng mà đúng, không bao giờ đánh giá thấp, không bao giờ đánh giá thấp Igbo Master được. Bởi vì anh ta có kỹ năng tuyệt vời rất nhiều đất luôn. Miner rất từ từ tốn. Cái này là Awip Miner, à Lava hoặc đâu đó là Zion. Ừ, trời là dạ thông minh chuẩn luôn. Lava Miner có thể là Balloon. Bên này là IC. Mình nghĩ ngay đến một cái deck Balloon của Anaban. Anaban deck bên kia có cả Ewip. Gì căng vậy? Một hit của Balloon. Nice. Anaban deck. Nhưng mà bây giờ version của bên có Banki rồi, bên này xoay được Banki. Banki là 1, 2, 3, Zac có Banki rồi, Banki drop, Banki drop. Ui, có Banki. Tuyệt vời. Igbo Master win. Phiên bản này có Miner là Poison. Không thể chặn được Lava, không thể chặn được Balloon trong tên này rồi. Miner đẩy lên. Và Nick phiên bản của không phải đây của Ban, mà đây là phiên bản của đâu đó player đến từ Trung Quốc, đến từ Nhật Bản. Và thẻ cuối cùng là một cái, nếu mình nhớ không nhầm, đó là một tornado. Vì họ không có building thì họ phải dùng tornado. Này, 8, 7, 6, 5. Này, mid giáp, giáp early, and what the hell? Wow. Igbo Master 完成了一穿三的表现. Igbo Master chẳng bao giờ đánh Igbo, Igbo bao giờ đánh khó lắm. Wow. Chúng ta hơi phải quả anh. Tối nay mình còn lai ladder nữa này. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game thứ 2, set thứ 3. Deck gì đây? Gọi là deck bait nữa không? Mình thấy Miner nép nhưng mà cuối cùng thì Miner vẫn phổ biến ở trên ladder, vẫn phổ biến được nhiều người sử dụng. Anh em cứ tưởng bảo là bài bắt Miner, nhưng cuối cùng là Miner vẫn rơi xuất hiện quá nhiều. Và bây giờ là cặp đấu mà Miner với lại Skeleton combo. Ủa? Thả Hunter trước này. Rất ít khi người ta sử dụng Hunter trước, bởi vì con này là con để được phù. Musketeer. Balloon đây rồi. Ui, hai con defense ở trên cao đã bị bay rồi. Có đâu tornado không?
Mimi Becca không có tôi đâu. Thôi zip. Đây là một cái deck mà Ritual Master đã win được cái game Kinh Ngọc Sở Hiu game cuối. Bây giờ mà anh ta tháo một con Balu chưa xoay được. Rất là đáng tiếc khi mà Zat anh ta ngay từ turn ban đầu anh ta thả vào Hunter và con Musketeer cùng một hướng. Không tốt một chút nào. Khi mà các bạn phải biết phân phát quân của các bạn. Quân này thủ thì quân kia phải giữ lại. Lần này anh ta thử luôn. Đây là Royal Hawk, sẽ có Tornado trong cái turn này. Musketeer và Tornado. À Vanky, Mini Pekka đây rồi. Rất nguy hiểm trong con Musket. Ui, 3 hit của Mini Pekka. Wow. Crazy. Tham binh chuẩn quá, con Vanky vừa đi xuống thì bật Mini Pekka đi lên. Sợ thật. Là quái vật. Quái vật để tham binh. Bỏ trụ bên kia. Hợp lý. Mini Pekka đẩy lên. Vanky đâu? Đây là thời điểm cho em thể hiện sức mạnh. Sẽ có một cái giáp phía bên này. May nở ba luôn đẩy lên, bên kia họ không có bắn. Nhưng mà không thể giết được cái Musketeer. À giết được đúng rồi, kéo Tornado hợp lý. Ba luôn đẩy lên. Con rồng. Miner sẽ có một giáp rồi, Miner móc lốp hợp lý. Mini Pekka bắt bài Miner rồi. Giáp đây rồi, và bây giờ thì bên... Mình nghĩ bên giáp sẽ có bất lợi thế hơn bởi vì bên kia sẽ có Vanky và Tornado. Vanky đâu? Thời điểm này để có Vanky, Musketeer kệ nó đi. Bên này vẫn còn khá nhiều máu. Ôi! Có Mini Pekka chém nhanh vậy? Mình cần phải xem lại cái phân Hunter vừa rồi. Game đấu cuối cùng. Đúng crowd đấy, đúng rồi crowd đấy. Mình mua trước là có cục crowd mà. Vì là những cái đội mà bằng điểm nhau, xem điểm nhau á thì nó sẽ tính các hiệu số thua mà. Thắng thua và crowd. Mình nhớ là một chữ có nhưng biết mùa này là không có biết là có hay không. Mình rõ là cái format đấy. À tính cho fantasy á, thế được, đúng rồi. Thế hợp lý. Thế cũng được, đúng rồi đấy. Nó sẽ cộng, cho nó cộng luôn. Rồi, cảm ơn thông tin của mọi người. Nhiều cái mình không biết. Lo. Lại bài gì đây? Lại beat down. Không, mình nghĩ là hút. Đợi cắm. Qua 3721 đen nhỉ? Đúng là Mini Pekka nó không phải là một Queen Collection nhưng mà cũng là bị chém rác kinh khủng. Ôi bên này là Ospecker, bên Quick Jab, Vanky, Bomb Tower. Có cả Poison trời. Quá khó. Nhưng Vanky vào trụ rồi rất đau. Không phải đau mà rất đau đến từ Vanky. Mà liệu defend được cái tên này không? Thôi xong rồi, Xbox Master anh ta sắp mặt rồi. Xcolentro vẫn đang còn sống ở đấy. Ôi giời ơi, khó rồi. Con Xcolentro mà đi đánh cùng với lại con Inferno thì thực sự nó là có điều khóc phép à. Bomb Tower đâu? Đặt Bomb Tower đi. Đặt Bomb Tower đi các má ơi. Chúng ta cần phải xử lý con Xcolentro trước. Bomb Tower càng cao càng tốt. Đúng rồi. May mà có lượng Xcolentro đến từ cái Poison đây rồi. Không có nhiều đam đến từ Skeleton lắm. 620 ạ. Liệu rằng có xoay nhanh hơn được không? Cần phải tách được con Echo. Còn ai đâu? Còn Vanky đâu?
rồi đây là Poison, một mình con Elytra thì không làm gì nên trò chống điều gì. Xmomaster có lợi thế hơn rất nhiều. Xmomaster anh chàng cần một cái Poison và một Spire biết nhát rồi, tập tay đi, tập tay nào. Đây là thời điểm không cần không bày chần chừ nữa. Poison và một cái lock nữa, đủ rồi. I like coming. Wow. Hay quá nhỉ, đúng là Xbox Master vào cái đúng. Không, phải nói công bằng một chút rất là fast gaming. Cái có được Xbox Master là một cái điều hạnh phúc, vinh dự. Fast win. Ok, congratulations Fab. Congratulations.